Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Cách đây 2643 năm, vì sự thống khổ của tất cả muôn loài, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh. Để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại sẽ long trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự. Chương trình Đại lễ Phật đản của Tăng đoàn gồm có thăm viếng ủy lão và cầu nguyện cho những người cao niên, cô neo, bệnh tật, cầu nguyện quốc thái dân an, thuyết pháp, trì bát khất thực, lễ trai tăng, lễ thỉnh sư, nghi thức khánh đản với nhiều truyền thống của các nước Tây Tạng, Đại Hàn, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Cambodia, Myanmar, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam, vân vân. Đạo từ của chư tôn đức giáo phẩm, lễ mục dục, phóng sanh, quy y Tam Bảo, thọ trai và văn nghệ cúng dường Phật đản. Sau ngày đại lễ chính là khóa an cư, đại hội thường niên và giới đàn lục hòa. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tăng ni và chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử quang lâm về chùa Điều Ngự để tham dự đại lễ Phật đản chung của tăng đoàn. Sự hiện diện quý báu của chư liệt vị sẽ không chỉ biểu tỏ lòng tri ân sâu xa lên Đức Phật mà còn tích lũy được vô lượng phước báo thù thắng. Trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Viên Huy.